Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ cả nhà cùng theo chân vợ chồng mình đi câu nha. Để xem có cá không nha. Baby. Vợ chồng mình đang trên đường đi tới biển để câu cá nha. Mọi người đón xem vợ chồng mình có câu được cá không nha. Baby. Chồng mình đang lái xe trên freeway trên đường cao tốc. Có thấy không, lúc nãy mình ở San Jose á, trời nắng chang chang luôn, nhưng mà khi tới đây thì coi là sương mù nè, nó khác lắm. Wow, coi nè. Mùa này đang là mùa hè nha, mà ở Monterey này nó vẫn là thời tiết nó lúc nào nó cũng hơi lạnh lạnh đó, tại nó gần biển á và nó thường xuyên có sương mù nè. Và đây là cái nhà hàng yêu thích của mình, nhà hàng Nhật Sapporo, nhà hàng sushi, nhưng mình lại không ăn được sushi, mình chỉ ăn udon và seafood nha. Mình rất thích cái nhà hàng này luôn, ai tới đây thì nhớ ghé nhà hàng này nha, bao ngon. Sapporo Monterey. Và đây là cái chỗ mà tụi mình sẽ đi câu. Người ta đang sửa cái parking ở đây nha. Có những chú chó đẹp chưa? Thời tiết đang rất là đẹp, có nắng. Đây biển nè. Có những cái sáng nay ít người hơn đó. Ngày thứ bảy maybe buổi trưa chiều á, người ta sẽ đi ra nhiều hơn. Sáng nay hơi vắng hơn cái tuần trước mình đi nha. Mình tuần trước mình tới là mà hơi vậy mà. À, đúng rồi, giờ này con vắng hơn. Nè, có những quán cà phê bên lề đúng chất của người Mỹ luôn, thấy không? Đó, pancake. Ừ, pancake với bánh coffee. Dạ, mà anh nấu với cái. Anh đi xa nó, cái parking nó bị
anh sẽ trả tiền parking, em sẽ quay cho mọi người coi nha. Đây. Và trong đó là có một cái chợ của chợ này là cuối hả? Chỗ xe ben trắng ra anh đổ chỗ đó. Hình như chỗ đó là không được mà trắng. Nó chỗ xe ben trắng được mà. Chỗ màu xanh không được. Nó có hai chỗ cho multi parking chỗ đây. Đây thấy chữ nói rồi mà. Đây là dùng cho một tháng á, người ta phải trả tiền tháng để mà tới đó để đậu parking được, còn tụi mình là chỉ dùng cho mỗi ngày thôi. Và bên đó là có chợ cá nữa nha. Đây là chỗ những cái thuyền mà người ta đậu á, những cái để mà đi ra ngoài người ta câu hoặc là người ta đi chơi trên nước á, đi ngắm cảnh á. Ở đây là mình không được câu nha. Đợi một tí mình sẽ cho mọi người coi cách chồng mình trả tiền parking bên này nha. What? Okay, cùng theo chân Huyền nha. Huyền đã tới chỗ câu rồi nè. Thấy đẹp không? Chồng mình mặc một cái áo xanh lè. Wow, biển đẹp chưa? Mọi người, có người người ta ở lại đây, người ta câu cả đêm này luôn. Đây là cách để mà trả tiền bên này nha. Mình parking mình sẽ gì 6 tiếng luôn hả? 4 tiếng nữa. Tới 1 giờ nha, mình sẽ trả tới 1 giờ. 1 giờ chiều. Stop spending. Okay. Đợi một tí mình sẽ bên kia mình quay mấy chiếc tàu cho mọi người nha. Ok, please remove card. Nó sẽ qua email hả? Được không? Hơi lạnh nha, ngoài này hơi lạnh. Approve có nghĩa là người ta đã đồng ý rồi. Đây là cái thời gian 9 giờ đến 1 giờ nha. Nó sẽ gửi qua tin nhắn cho mình luôn, mình khỏi in cái receipt rồi. Ok, I'm done. Rồi, coi nè. Để qua bên này cho mọi người coi mấy cái bộ. Coi mấy con chim này, con chim bên này rất là thân thiện luôn á, nó không có sợ mình đâu. Ê, quá trời tàu ở đây nè, tàu thứ hai tuần sau mình sẽ đem tàu ra đây để đi câu. Mọi người đến đoán xem tàu mới của chồng mình với anh chồng mình nha. Hai người cùng mua một chiếc tàu để đi ra khơi câu cá và mình sẽ quay video cho mọi người coi nha. Và tối nay mình sẽ đi thả đèn hoa đăng, mọi người cùng đón xem nha. Đây là chồng mình nè. So cute. Ok. Đây là lúc mình start nha, mình bắt đầu. Chồng mình sẽ chuẩn bị cần câu cho mình. Giờ này còn lặng nên ít người hơn. Đây người ta đang câu ở ngoài kia, mọi người thấy không? Có người ta ngủ ở đây luôn.
cái ống câu này bao nhiêu tiền? Cái cần câu và cái ống câu này bao nhiêu tiền chồng ơi? 20 đồng. Xả bao nhiêu? 20 đồng. Em nói thiệt đi, mấy trăm là mấy trăm. Giờ người ta bắt đầu đi ra rồi kìa mọi người. Coi nhà cho mọi người coi một vòng ở đây nha. Người ta chèo súp nữa kìa. Em chọn cái màu nào kìa, em lấy cái... Màu nào cũng được hết chồng. Bây giờ sẽ bỏ mồi giả nha. Mình câu just smell là mình sẽ bỏ mồi giả, mình không có bỏ. Mình bỏ mồi thì cũng được, nhưng mà mồi giả thì thấy nó ok hơn. Mọi người có thấy những người ngoài kia đang chèo không? Và người bên kia nữa kìa. Đây là những cái mồi giả nha. Đây. Có độ sáng để cho mình những con cá nó thấy á, nó ăn nó chạy theo. Cái gì bỏ nguyên cái vậy luôn hả trong hết? Lạnh. Thấy gì thấy lạnh nha. Mình sẽ chuẩn bị câu nha, chồng mình chuẩn bị gần xong rồi. Đây là những cái mồi giả. Nó gồm bao nhiêu cái vậy chồng? 6 cái. Hy vọng mình sẽ câu được 6 con cá nha. Nhớ nó đựng cho nó cái đây cầm. Trong mình dặn mình hoài mình có nhớ đâu. Và sẽ cho một cái phao nha. Không phải một cái hồng chì. Ok, let's go. Chồng quăng cái đầu tiên đi. Để em quay. Đây. Đây nha, mọi người coi cái mồi nha. Wow, nhìn nó đẹp chưa kìa. Nó có màu quá. Ok. Wow. Ok. Nhà mình chuẩn bị ghế ra để ngồi câu nè. Có rất nhiều người câu ở đây rồi. Trời hôm nay không có đẹp lắm. Lần trước mình đi trời nắng rồi trong xanh hơn nha. Trời nó hơi u ám. Ok. Có cái gì em đừng có bỏ cái ống ở dưới đó đó. Bỏ phần khơi lên ghế, đừng có bỏ ống ở dưới. Sao em đẩy ra vậy được hay vậy? Đó,
Đây là cái chỗ mà lần trước mình câu ba con nè. Trời ơi, nó không có đẹp nha. Xéo qua chỗ em rồi. Cái gì em? Em đang bị xéo cái lưỡi câu qua chỗ em. Bạn coi nước biển á, có cái nắng nó xuống cái nhìn nó đẹp chưa? Ha, đẹp ha. Mình mới bắt đầu câu nè. Đây là cách mà mình thả câu nha. Sẽ rớt xuống nước nha. Mình sẽ kéo lên kéo xuống nha. Mà cái nước ngoài kia đẹp quá rồi, nó lấp lánh hả? Mình đã được một em cá đầu tiên nha. Yes. Yes. Một em cá đầu tiên. Ồ, cá này khác anh ơi, cá này không phải chắc smell. Cá này khác nha. Ừ, đúng không? Cá này khác hả? No, oh, chắc smell. Yes. Good job, baby. Anh nhanh ghi câu đi. Yes, mình đã được một em đầu tiên. Nice. Anh rung cái em đâu biết là, em tưởng là do đụng anh thôi á. Anh biết em có cá vậy, anh thấy hả? À. Ô, nữa. Ồ, tưởng nữa. Anh bỏ tôm hay gì vô cầu của anh đi. Ý là của anh đó. Lúc người ta đi biển vô, người ta đem cá tới để bán nha. Để xem coi có cá gì đó. Chim ở đây nè. Wow, cá chim nè. Wow. Bye, bye. Yeah.
Wow, cá này, cá ngọt nè. Wow, ngọt trừng. Đẹp quá. Ở đây có chợ cá, mình đang đi vô chợ cá nha. Good job, man. Bỏ xong lại đi, bỏ xong lại đi. Bỏ xong lại đi. Yeah. Cuốn lên chậm em. Đã hai con rồi hả? Wow, đã. Thả xuống đi. Em qua đây đứng cho nó trước. Đi đi em. Có hả? Có hả em? Wow, coi kìa, chiếc tàu nó đưa khách đi chơi á.